sao sao nào? Ơi ừ ăn đi chị ấy đã. Có kiểu gì chị? Trông ngứa mắt. Cứu. Đấy. Có khí quá, về khách nó chửi đấy. Chửi kiểu gì? Nhìn ngứa mặt rồi sao? Mày có thể thấy mùi quần áo? Không phải mùi mới đâu. Vậy. Giọng này giọng Mỹ Tâm. Không sai đâu được. Không lo ngăn nách hả chị? Ôi ừ. Đã bảo là chỉ thiếu sữa chua thôi mà. Đã bảo chỉ việc cho vào miệng ăn thôi này còn. Quẩn